Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tối ngày 8 tháng 1, Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết tạm giữ hình sự Trần Đình Duy, 34 tuổi, chú tổ 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng ngày 8 tháng 1, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14B. Quá trình làm nhiệm vụ đến đoạn trước nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 8, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, tổ công tác phát hiện Trần Đình Duy chạy xe máy chở 15 cây sắt đi không đúng làn đường nên thiếu tá Nguyễn Hữu tiến lên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Thấy hiệu lệnh, Duy cho xe máy giảm tốc độ, tuy nhiên khi thiếu tá lên đến kiểm tra thì lập tức Duy dồ ga, lao xe về phía trước, xe máy của Duy tông và kéo lê thiếu tá lên trên mặt đường khoảng 4 mét. Sau đó Duy bỏ chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm, bị người dân phối hợp cùng công an quận Cẩm Lệ tổ chức truy đuổi và bắt giữ theo thăm khám ban đầu thiếu tá nguyễn hữu tiến lên bị chấn động não gãy nền đốt gần ngón năm bàn tay phải đa chấn thương phần mềm đang được điều trị tại bệnh viện vụ việc được lực lượng công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật